Hello các bác, cây giống na thái em chuẩn bị cho các bác có hàng cho đây rồi các bác ơi. Ôi trời ơi, cái cây giống này nó quá tuyệt vời luôn các bác. Ui dù cái rễ của nó này. Đây, cây nó to, 10 cây như 10 đều chẳng chặn luôn. Cây nó to, nó khỏe, bánh tẻ này. Này, các bác nhìn cái cây này. Đó. Rễ nó ẩn ghê này. Rễ quá tuyệt vời này. Này. Vừa cập bến đây, anh em mới xuống xong cắt từ trên cây xuống. Ngày hôm nay là ngày thứ 3. Đấy, ngày thứ 3. Đây, trời ơi, cây nào 10 cây như 10 các bác. Đây, để em zoom nhỏ nhỏ lại. Đây. Trời ơi, quá đẹp rồi các bác ơi. Đó. Cây giống này. Đây, cây nào cũng như cây nào này. Quá tuyệt vời. Rồi. Đây là giống na thái da vàng các bác nhé. Giống na vô cùng thơm ngon này. Này. Đó, đây. Với anh em ở Hòa Bình lưu ý nha, đây là đây cây giống em đã chuẩn bị cho mấy anh em đây rồi đây. Đó. Mấy anh em ở Hòa Bình rồi Nghệ An. Hòa Bình với Nghệ An rồi Tuyên Quang. Đấy. Sơn La, số lượng này là tổng chỗ này em chưa có bỏ ra, chưa có cắt tỉa gì cả, để nguyên như thế nhé. Số lượng này là 1.500 cây này. Này, cây giống các bạn này. Đó. Thì số lượng này anh em đặt giống của em cũng tương đối lâu rồi. Đấy, thì hôm nay thì đây là giống na thái da vàng, giống na vô cùng thơm ngon. Này, tháo cho các bác xem, túi nạm thế luôn. Này. Đó, anh em nó ghép nữa này, nó nói là nữ giống này nó quá đẹp luôn này, trời ơi, trái luôn này, đó, bông này. Nó nói là nữ này rất đẹp anh ạ, ai mà lấy được cái nữ này thì đúng là quá tuyệt vời luôn này, đó. Chỗ này là 1.500, em chuẩn bị giống cho mấy anh em ở Hòa Bình, ở Nghệ An, Tuyên Quang, rồi một số bác lấy số lượng nhỏ nhỏ đấy. Đấy, thì số lượng các anh em thì lấy đã đến 1.000 cây rồi, đấy, hơn 1.000 rồi. Chắc còn 1.200 gì đó. Thì số lượng này sẽ còn dư mấy trăm cây nữa. Đấy, mấy trăm cây nữa nhé. Thì anh em nào lấy thì alo cho em sớm. Tại vì cái nứa này nó rất là đẹp đây. Các bác nhìn này, 10 cây như 10 này. Này. Đó, này. Trời ơi, cái cây giống này. Anh nhìn có ngất ngây không? Này. Đó, cây nào cũng giống cây nào nhé, 10 cây như 10. Này. Cây nào mà hút, nó cây nào nó yếu gì được cả. Đấy. Em để này là em sẽ xử lý giống khoảng 3 đến 4 ngày nữa em mới chuyển đi nhé. Thì ngày hôm nay là để cho cây nó ổn định, sáng mai em sẽ cho mọi người cho cắt tỉa, lại cắt ngang. Lại ví dụ cây giống này sẽ tiến hành cắt ngang đây. Đó. Xong tiến hành xử lý nấm bệnh. Xong để ổn định cho cây khoảng 2 đến 3 hôm em mới chuyển cho các bác. Đấy. Thì trong quá trình đấy là có những cây nào nó yếu, lại hoặc là nó chưa đảm bảo về cái vết ghép hoặc là yếu ấy. Này em sẽ loại ra. Đấy. Em sẽ loại hết ra. Khi chuyển các bác là toàn cây khỏe mạnh ngon lành thôi này. Cây giống này. Trời, các bác nhìn cây giống này. Nhiều bác hỏi em là thích cây giống nó cao không? Trao đổi bác như cây này đi. Đây. 1 2 3 70 phân các bác. 70 phân. Này, cây này này. Ví dụ cây này. Này. 1 2, 3, cũng 60 phân, 6, 70 phân gì đó. 60 phân là chưa tính bầu luôn nhé. 70 phân là tính cả bầu. Đó. Thì quá tuyệt vời luôn này. À, các bác thấy cái cây giống nó khỏe không? Này, trồi ra có bông luôn này. Đó, ra là có bông luôn này. Đó. Thì cái này em sáng mai nhé. Sáng mai em sẽ cho cắt tỉa. Chiều nay hoặc sáng mai. Tối nay hoặc sáng mai. Đó. Sẽ cho cắt tỉa xong sẽ tiến hành là xịt nấm bệnh. Thì thuốc nấm thì em hay sử dụng cái thằng Anis các bác nhé. Đấy, thằng lưu dẫn 2 chiều á. Để xử lý nấm bệnh cho nó, trong em để ổn định cây đến khoảng 2-3 ngày. Khoảng 3 ngày. Bắt đầu mới chuyển cho các bác. Nữa này mấy anh em ở Hòa Bình thì em sẽ để lại cả tuần. Em sẽ lui lại một tuần sau ở Hòa Bình. Hòa Bình sẽ lấy số lượng gần 1.000 cây á. Thì các bác yên tâm nhé. Còn những bác ở Sơn La này, Tuyên Quang này, Nghệ An này. Đó, thì các bác em sẽ gửi sớm. Tầm khoảng 2-3 ngày nữa em sẽ gửi. Đó.
3 ngày nữa, xử lý xong 3 ngày nữa em sẽ gửi. Còn những anh em ở Hòa Bình thì do là chưa làm kịp đất cũng như là chưa có chỗ để ươm ấy. Tại số lượng Hòa Bình lấy nhiều thì về các bác sẽ để trong vườn ươm, các bác chăm để chồi nó lên được khoảng 10-15 phân các bác mới trồng. Đây, các bác Hòa Bình về sẽ để chồi nó lên được tầm này này, các bác mới trồng nhé. Cái giống thì mới cắt thì đây thì cho nó rũ cái lá ra, sẽ tiến hành cắt ngang hết cho cây nó khỏe. Đó, cây giống tuyệt vời không? Giống là Thái ra vàng, giống là vô cùng thơm ngon. Cái giống này rất đẹp các bạn. Đấy. Thì bác nào cần cái giống này thì báo em đặt sớm. Đấy, giống như anh em ở Sơn La này, Hòa Bình này, Tuyên Quang này, Nghệ An này. Đấy. Đặt giống của em trước rồi. Đấy, nên mà rất là thoải mái khi mà em chuẩn bị cái cây giống cho các bác ấy. Tại vì có cái thời gian đúng không? Đấy, cây giống nó đảm bảo hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy. Thì số lượng này vẫn còn dư mấy trăm cây được các bác nhé, chứ còn không hết được đâu. Số này 1.500 cây. Chiều nay sẽ sắp xếp và mai nữa sẽ mới cắt tỉa xong được cái chỗ này. Đấy, xong rồi sẽ phun nấm bệnh này, xử lý là giống cho các bác trong vòng mất khoảng 2-3 ngày. Đấy. Thời gian 2-3 ngày đó là em sẽ cố tình em để lại để cho cái cây nào nó yếu á, là nó tự nó sẽ rũ đi, lại nó sẽ rũ xuống và nó sẽ chết. Là mình sẽ loại ra, còn khi đó đấy, tại vì từ trên cây cắt xuống ngày nay ngày thứ 3 rồi. Đấy, xử lý để thêm 3 ngày nữa, vậy là tổng thời gian từ trên cây cắt xuống là từ 6-7 ngày. Đấy. Thì cây nào nó yếu, nó chết thì nó sẽ tự đào thải đúng không? Là chúng ta loại ra. Còn những cây mà nó sống thì gửi cho các bác thì trồng tỷ lệ sống rất là cao. Đấy. Rất cao, hư hao không đáng bao nhiêu. Đúng không? Khi bác trồng là gần như hư hao không đáng bao nhiêu cả. Ui, cây giống này. Quá tuyệt vời này các bác. Đấy, rất tuyệt vời đúng không? Đấy. Lúc này thì mới vận chuyển bằng xe. Đấy, thì trong thùng ấy thì nó tương đối nó nóng. Đâm ra là lá của nó hơi rũ một tí đấy. Đó. Nhưng mà sau khi xuống chỗ mát mẻ này rồi, chúng ta sẽ thành cắt tỉa, xong là chúng ta sẽ phun nước cho nó lá nó ẩm. Đấy. Thì tối nay thôi là nó sẽ tươi lại hoàn toàn. Đấy. Và cây nào nó không tươi lại thì chứng tỏ nó đã ra đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ loại nó ra. Như thế làm như thế rất là kỹ. Chúng ta loại ra từng mấy bước một. Đấy, cây giống này các bạn này, quá tuyệt vời không? Đó. Rồi thế các bác nhá, bác nào cần cái giống La Thái da vàng và cái túi bọc La Thái, đấy, em cung cấp giống cho các bác thì em cung cấp cả cái túi bọc luôn. Sau này các bác không chỉ trồng cây la này thấy La Thái da vàng ở đâu, mà cũng nói rõ là La Thái da vàng và La Thái da xanh là hai giống nó khác nhau về cái màu sắc trái, đấy, giá trị nó cũng khác nhau, giá bán tương đối khác nhau luôn. Đấy. La Thái da vàng cái giống La Thái có thể nói rất là giá trị, ăn rất là thơm ngon, hạt ít, đấy, vừa dai mà vừa giòn, trái rất là to và đẹp. Mẫu mã nó vàng ươm như cái trái xoài chín đấy. Đó. Còn da xanh thì cái mã của nó thì nó sẽ hơi trắng trắng. Đấy. Nó có màu xanh hơi trắng trắng. Đấy. Chất lượng trái của nó sẽ không thơm ngon bằng. Và giá bán trên thị trường thì nó thấp hơn so với La Thái da vàng rất là nhiều. Nên khi các bác trồng na là các bác phải nghiên cứu đúng giống. Các bác mua ở đâu cũng được. Nhưng mà muộn phải mua đúng giống La Thái da vàng nhé. Lá to, tròn, đều. Đuôi lá ngắn. Đúng không? Đúng giống La Thái da vàng thì các bác trồng. Tốt nhất là mua cái nơi nào uy tín, người ta làm na người ta hiểu rồi, quen rồi, người ta nhìn biết giống rồi thì chúng ta mua, chứ đừng có tham rẻ mà đôi khi là mua cái giống mà nó trộn hoặc là trôi nổi á, khi trồng sau này thì cái trái của nó rất là xấu, bán không được, rồi giá trị rất là thấp, khi đó lại cưa đi hoặc phá đi nó rất là lãng phí công sức và tiền bạc. Em cứ trao đổi cụ thể như thế để các bác tính toán để các bác lấy. Còn mua ở đâu như thế nào đó thì các bác tự nghiên cứu nhé. Chứ còn các bác muốn tìm hiểu thêm về cái cây na thái, từ khâu chọn giống này, trồng chăm sóc như thế nào đó, các bác đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn. Đấy, ấn vào cái chuông ấy, đăng ký để chúng ta xem những video mà em đã đăng ấy. Đấy, tại vì cái về na thái này là em đăng rất nhiều video, cả gần ngàn video rồi. Đấy, về từ cây giống rồi mới cách trồng, chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán, làm bông, làm trái, thu hoạch, rồi xử lý nấm bệnh, ép cây làm trái, rồi làm bông, các thứ rất là nhiều rồi, không thiếu video gì nữa đâu. Nên là các bác xem những video trên kênh Cuộc Sống Nông Thôn á, các bác nhớ là kênh YouTube là Cuộc Sống Nông Thôn nhé.
Đấy, chuyên về cái dòng na thái và một số cây trồng khác. Thì các bác đăng ký kênh nó đi, hoặc các bác xem trên những video trên đấy để chúng ta hiểu hơn. Đấy, còn nếu bác nào đăng ký mua túi bọc hoặc là mua giống na, rồi mua các loại túi bọc trái cây, thì các bác gọi cho em số điện thoại trên màn hình, hoặc nhắn tin qua số điện thoại hoặc là cái số Zalo á. Đấy, Zalo của em cái số điện thoại trên màn hình luôn. Đấy, để chúng ta trao đổi thêm. Các bác cố gắng điện cho em vào thứ bảy chủ nhật hoặc vào buổi trưa buổi tối để chúng ta có thời gian để trao đổi nó cụ thể rõ ràng hơn nhé. Lấy nhiều lấy ít thì em gửi hết, chứ không phải là bảo lấy nhiều mới điện đâu. Ít em cũng gửi, tại vì có những bác có cái diện tích rất là nhỏ. Đấy, chỉ có trồng được một vài cây thôi thì cũng nói là thế có gửi không thì trao đổi các bác, thì ít em cũng gửi. Đấy, chúng ta buôn bán kinh doanh thì nhiều ít gì đó, quan trọng là người ta có nhu cầu bao nhiêu thì đáp ứng bấy nhiêu. Chứ còn không phải là ít mà không gửi, nhiều mới gửi, như thế thì kén chọn thì không phải các bác nhé. Nên các bác cứ điện cho em. Rồi, chào cả nhà nhé. Giống quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Giống đứa giống quá đẹp các bạn này. Này. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng, cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.